bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương. Và hôm nay đây thì có một bạn du học sinh vừa đậu được visa du học Mỹ. Bạn tên là Nguyễn Long Thương. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bạn về quá trình xin visa của bạn như thế nào nhé. Xin chào Long Thương. À, chào chị. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thương là Thương có thể giới thiệu đôi chút về bản thân Thương. Mình tên là Nguyễn Long Thương, hiện mình đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Điện Mỹ. Hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn, thì mình có dự định du học Mỹ cũng từ rất lâu rồi. Cho chị hỏi là qua bên đó thì Thương học trường nào cũng như là ngành nào vậy Thương ha? Qua đó em học ngành quản trị kinh doanh ạ. Thời gian học của em là 5 năm bên Mỹ. Trường của em học bên Mỹ là trường Barrett College, nó nằm tại New York luôn. Ở trường của em thì nó được có nhiều cái công nhận ở bên Mỹ là trường có chất lượng đào tạo tốt. Và đặc biệt là chuyên ngành quản trị kinh doanh của nó cũng rất là được công nhận. Vì mình thích ngành quản trị kinh doanh nên ở Việt Nam rồi sang Mỹ mình vẫn học ngành đó luôn. Nhưng mà thời gian bên Mỹ thì năm đầu mình sẽ học tiếng Anh trước, sau rồi mình mới vô chuyên ngành vào năm 2. Qua đâu mà bạn biết tới Đại Dương mà ha? Mình có một số người bạn đã từng làm hồ sơ ở bên Tân Đại Dương. Rồi mình có lên mạng tìm hiểu thì thấy Tân Đại Dương rất là có uy tín ở trên, nhiều người nói nên mình đã quyết định tới đây làm. Tại Tân Đại Dương thì mình làm hồ sơ với nhân viên tư vấn, đó là chị Anh. Mình thấy chị Anh rất là nhiệt tình trong cái hồ sơ của mình. Về bản chất thì mình rất là rụt rè và mình ngại nói lớn, thì chị Anh đã chỉ ra những cái điểm yếu về mình hay là về những hồ sơ mà để mình cho mình những kinh nghiệm để mình phỏng vấn với Đại sứ quán Mỹ. Thì tiếp xúc với chị có một tháng thôi mà mình thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Anh. Trong quá trình học phỏng vấn thì mình học với anh Khôi. Thì anh Khôi đã giải đáp những thắc mắc của mình trong hồ sơ và về bên Mỹ. Thì có nhiều như là về trường học hay là về môi trường, về bên đó như thế nào thì có nhiều cái mình không nắm rõ được và mình không tìm hiểu được hết thông tin trên mạng, thì anh Khôi chỉ hết cho mình luôn. Vào những ngày cuối trước khi đi phỏng vấn thì mình được học một buổi với lại anh Bảo Anh. Thì tâm lý của chung của tất cả các bạn thì trước khi đi phỏng vấn sẽ lo sợ giống như mình vậy nè. Thì anh đã cho mình những lời khuyên, những kinh nghiệm mà anh đã có được thì giúp mình tự tin hơn. Thời gian mà xét visa của bạn có kéo dài lâu lắm không? Theo mình nghĩ thì nếu mà tự làm chắc là lâu lắm. Nhưng mà hồ sơ của mình thì rất là nhanh. Một tháng, gần 2 tháng, một tháng chính xác là 1 tháng 2 tuần thì hồ sơ của mình đã xong và mình đi phỏng vấn luôn. Vâng, thì xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Long Thương vừa rồi và hy vọng rằng những chia sẻ của bạn cũng là hành trang cho những bạn sắp sửa chuẩn bị đi xin visa du học Mỹ của mình. Và thay mặt cho Tân Đại Dương thì chúc bạn sang Mỹ du học thành công và sớm hoàn thành ước mơ du học của mình bạn nhé. Cảm ơn.